Dạ hai cầu. Mỗi lần một ngày nó cho mình 7 lần quay nha mọi người. Mọi người bấm vào quay nè, quay thưởng nè. Xem coi quay gì. Nếu chúng thẻ cào tặng cho mọi người luôn. Video sau mình sẽ làm chúng gì đây, tại shop sim quyền ri bỏ đi. Mình sẽ quay lại. Mình không dùng. Mọi người chờ chút nha. Link tải và link hướng dẫn mình có để dưới phần mô tả đó. Một câu chuyện tình làm người ta sốc. Tào lao. Quay tiếp. Thẻ cạo đâu ta? Thẻ cạo đâu? Tặng cho anh em coi. Thẻ cạo. Giá vàng hoàn tiền. Ngút ngàn hoàn tiền. Chúc mừng bạn nhận được gói hoàn tiền 50% khi mua hàng. Nên anh em mình tặng mã cho anh em luôn đó. Anh em nào muốn xem mã lấy đây lấy đi. Quay còn 2 lần quay nữa quay luôn coi. Liên tải và liên hướng dẫn mình có để dưới phần mô tả nha mọi người. Mức dây lần đầu 2 triệu đồng nhận. Tặng 2 triệu đồng khoản gì. Mức dây lần đầu 2 triệu. Tặng 2 triệu Việt Nam đồng. Bỏ đi đi. Còn lần cuối cùng. Máy chụp hình đó anh em. Máy chụp hình người điện thoại thẻ cào anh em vô đây chơi phi mà. Ngu gì không chơi. Sao là xe. Rồi anh em đi chơi mỗi ngày mình chơi được 7 lần là dòng quay sai Melly quà tặng nè mọi người. Thử thách đọc báo 100 nè. Đọc 3 bài báo thì đặng 0.3 xu. Bắt cua nhận thưởng nè. Nhiệm vụ trung cấp nè. Dòng quay hay nè. Cái phát tài nè. Trong đây nhiều phần nhiều ứng dụng anh em kiếm xu lắm anh em. Anh em nuôi cây phát tài nè. Anh em bấm vào link hướng dẫn và link tab mình có để dưới phần mô tả anh em. Rồi nè, tứ cây nè. Anh em chơi hoài thì nó mới tăng level nên anh em nghĩ là nó tụt. Rồi mình đi làm nhiệm vụ tiếp. Nhận nè. Rồi vì nay giờ chắc chưa cho bà con cô bác ngủ, mình không có nói chuyện lớn được nha anh em, mong anh em thông cảm. Là chừng nào đủ xu anh em qua đây qua bên một cá nhân nè, anh em bấm vào một loại thưởng nè. Nè anh em nào đủ xu 100 xu thì đổi được mệnh giá Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnam Mobile, Mobi. Còn anh em muốn đổi quà tặng thì bấm qua bên quà tặng nè. 899 xu đổi được một đôi giày nam thời trang chất lượng cao màu. Lo Bluetooth được nè anh em. Cặp lo Bluetooth nè. Nồi lẩu điện nè. Nồi lẩu điện Canro 2559 xu. Đổi tùm lum hết trơn anh em. Anh em đọc báo đi, kêu nào mình tích lựa đủ xu mình vô mình đổi. Nè. Anh em vô đọc một bài báo nè. Rồi mình kiếm chủ đề nào hay nè, anh em vô hết gơ thì đi. Anh em, mình bấm nút theo dõi đi. Mình bấm nút theo dõi cho nó để sức báo nhiều mình đọc. Anh em bấm để link nhận thưởng. Anh em nó nào đủ chạy vòng xong bấm nút nhận rồi mình thoát ra. Mình đợi coi tiếp. Trên đây toàn hot girl không anh em ơi. Vô coi một cái nữa đi mà hãy ra. Link tải app và link hướng dẫn mình có để dưới phần mô tả.
Nếu video này thấy hay thì mọi người bấm nút đăng ký, và không hay thì bỏ qua, mình không có ép ai hết. Mình làm video này là chia sẻ cho anh em kiếm tiền thôi. Anh em bấm nút đăng ký để cập nhật những video tiếp theo của mình. Còn nếu mà video mình có sai sót gì, anh em cứ để lại comment dư mình. Thôi ra đi. Hôm qua mình anh em nào chưa có chơi con Kiki Team này thì mình sẽ vô đây hướng dẫn anh em lại. Mình đang có mấy bài đu máy. App này chơi rất ngon anh em. Anh em mọi người chơi chút nha, anh em bà con cô bác chơi chút. À, xin lỗi.